Hello, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về món ngon mỗi ngày nha mọi người. Thì hôm nay là đi ăn quán phở nha mọi người. Phở này cũng tương đối là ngon thôi nha, chứ không phải là ngon nhất so với cái khẩu vị của Lợi nha. Nhưng mà với cái giá đó thì là chất lượng như vậy là ok rồi nha mọi người. Ok chưa? Rồi, bắt đầu nha mọi người. Rồi, bây giờ mình thưởng thức cái món phở nha mọi người. Thì phở phần lớn nó sẽ có tương đen nè, tương đỏ nè. Rồi ở đây cũng được cái là nó có thêm cái gọi là tỏi nha, tỏi ngâm giấm. Là rất thích là cái quán nào mà có tỏi ngâm giấm là rất thích luôn á. Nói chung là quán nào mà có tỏi ngâm giấm là ưu tiên hàng đầu. Tại vì Lợi thích ăn tỏi nha mọi người. Mọi người thông cảm một chút xíu. Đó là cái sở thích của Lợi nha mọi người đó. Thì mình dắt chân vô nè. Thì cái dắt chân xong rồi cái vỏ chân đó mình giữ lại. Chút mình ăn xong đó mình rửa tay bằng cái sát chân đó cũng được nha mọi người. Rất là ok nha mọi người. Đây, cái quán phở đó tên là Phú Cường nha mọi người. Đó, phở nha. Có sườn bò luôn nè các bạn thấy không ạ. Đây, nó nằm ở trên đường ngay ngã ba luôn. Ngay ngã ba xích vô khoảng 1-2 căn. Ngay ngã ba khúc và Trường Chinh với Tân Sơn Nhì đó mọi người. Quán phở này hồi đó cái khu này là cái quán này là gọi là đông nhất, nhưng mà tại sao tới thời điểm này cái quán này nó lại vắng dần nha mọi người, là không biết lý do. Thì ở đây nói chung là bàn ghế nè, chanh ớt nè, muỗng đũa tỏi vân vân và vân, nói chung là nó có đầy đủ, không có thiếu bất cứ cái gì nha mọi người, và được làm rất là sạch sẽ nha mọi người đó. Khi nào có khách tới thì mới là có một cái dĩa ra, một cái gỗ rau mang ra như thế này nè, chứ không phải mang ra trước nha mọi người. Tỏi, chanh hoặc là ớt á, thì người ta sẽ khi nào cần á, người ta khi nào có khách vào á, thì là người ta mới mang ra nha mọi người. Thì bây giờ mình pha nước chấm để mình chấm phở, chấm thịt bò với lại sụn nha mọi người đó. Thì cũng đơn giản thôi, ớt nè, tương đen, tương đỏ, một chút xíu tỏi, rồi mình quậy đều lên là mình có một cái loại nước chấm mà chấm với thịt bò thôi. Nói chung là rất đơn giản nha mọi người, không có phức tạp gì đâu nha mọi người đó, rất đơn giản thôi. Ok chưa? Rồi đây là tô phở của Lợi đây nè các bạn thấy không ạ. Tô phở tái tái gân nha. Đây mình bỏ tương đen nè, tương đỏ nè. Nói chung là mình cứ pha, mình thích ăn cái gì mình cứ nêm nếm gia vị cái đó nha, không phải mình cứ nêm tùm lum tùm la nha mọi người đó. Cứ nêm đúng khẩu vị của mình và mình ăn thôi, chứ không có cần nhất thiết là mình phải làm đúng giống như Lợi ăn nha mọi người đó. Là rất thích là tỏi nên là sẽ bỏ tỏi rất là nhiều nè. Là ăn hết tỏi xong là bỏ tiếp. Nói chung là Lợi thích tỏi nên là ăn tỏi rất nhiều nha, các bạn thông cảm một chút xíu nha. Và bây giờ mình dắt thêm một chút xíu chanh vào nè. Chanh vào đó, còn cái vỏ là giữ lại chút là lau, là nói chung là chà tay sắt tay nha mọi người đó. Là ăn chua thì là sẽ dùng hai miếng chanh đó, là dắt vô đó. Thì ăn phở ở đây có đặc điểm là cái quán phở này có đặc điểm hay nha mọi người đó. Đặc điểm hay rất là rau nè đó. Rau các bạn muốn ăn rau gì thì các bạn bỏ vào đó. Và bây giờ bắt đầu trộn lên để rau nó nằm ở phía dưới để cho nó chín rau luôn nha mọi người đó. Ở đây có đặc điểm là các bạn không cần phải kêu giá trụng đâu, tự cái cô chủ quán sẽ cho bạn một dĩa giá trụng. Còn nếu các bạn nào muốn ăn đầu hành thêm thì các bạn phải kêu cho một miếng đầu hành nha mọi người, chứ đầu hành mà không có nha, các bạn kêu thì mới có, còn không là người ta chỉ cho một cái dĩa giá trụng thôi nha mọi người. Giá trụng đây cũng tương đối là ngon đó mọi người. Thì đặc điểm quán này là các bạn với cái giá là 40.000 một tô, nói chung là các bạn ăn với một cái tô phở 40.000 ở đây thì các bạn bảo đảm là các bạn sẽ no nha. Đối với cái bụng của Lợi thì ở đây là sẽ no rồi, chứ không có phải là không no đâu mọi người đó. Đây là dĩa giá trụng nè đó, bỏ vào là các bạn ok rồi đó. Bây giờ các bạn chỉ cần trộn lên và các bạn thưởng thức cái món phở nha mọi người. Trộn lên rồi thưởng thức cái món phở nha mọi người. Trộn lên rồi bắt đầu mình cùng thưởng thức nha. Do vấn đề bắt thưởng thức nha đó, nhưng lại đã thèm là đúng không đó. Bây giờ mình ăn nha mọi người, cùng thưởng thức với Lợi nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha đó. Thì các bạn chấm nè đó, chấm vô đó, các bạn bỏ ớt vô, các bạn chấm và các bạn ăn là bảo đảm ok luôn, no tới chiều luôn đó mọi người, no tới chiều luôn đó nha.
Rất là ngon nha. Rồi mời tất cả các bạn cùng hưởng thức với Lợi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái kênh của Lợi nha. Ai thấy hay thì hãy like, share, chia sẻ. Còn bạn nào không thấy hay thì các bạn hãy comment ở phía dưới để cái kênh của Lợi càng ngày càng phát triển hơn nha mọi người. Rồi xin mời mọi người cùng hưởng thức món ăn giúp cùng Lợi nha mọi người. Cảm ơn mọi người.